đó. Người thân cận mới quan trọng. Mà ta nhớ cái đó người thường không làm được. Vậy cái người có tổ chức và tiền rất là nhiều mới bày công như vậy. Và ta nhớ đạo Phật đang bị như vậy. Nên ở đây, trong đây, ngồi trong đây, nếu người nào là giặc, nếu người nào thấy mình đang thuộc về một tổ chức chống đạo Phật mà theo dõi với ác ý với thầy thì đừng làm nữa. Đừng làm nữa. Phải đầu thú đi nha, để bảo vệ cái nghiệp của mình. Sự thật. Ông nói như vậy đó mà dưới quý vị thấy không? Tiếng vỗ tay mà rằng rằng luôn, tôi phải phục mấy ông mà ngồi ở dưới mấy bà ngồi ấy vỗ tay. Thật sự quý vị. Một ông thầy mình tến, mình cung kính ổng, mình đôn ổng lên là một ông thầy để mình đi học những cái chân lý của nhà Phật. Rồi bây giờ cái chính cũng chính ông thầy này, ổng sinh ra một cái sự gọi là cái nghi kỵ với là mình. Ông đã bảo rằng trong cái nhóm người ngoài gì đó có những người là giặc thì xin thưa quý vị, ổng cũng đâu có biết ai là ai đâu. Bản thân những vị mà đang vỗ tay là cũng đang nằm trong tầm ngắm của ông thầy này. Ông cũng cho quý vị này là giặc không. Cho nên vì sao mà cái chỗ là cái cô Angela Phương Trinh đó, nó lên không gian mạng lúc nào cũng là giặc này, giặc nọ, giặc kia đó. Cũng chính từ những cái vấn đề mà cái lời hay ý đẹp mà của ông sư phụ ông truyền lại. Tôi nói thật sự quý vị là tôi tính tôi là tự ái cao lắm. Chỉ cần tôi tới với anh mà thành tâm mà anh cho tôi là dẹp thâu miễn bàn bye bye luôn. Thì giả sử anh biết thì kể như là anh chụp đầu nó lên đi. Anh nói thằng đây là thằng dẹp nè, tao mới thấy hôm qua nó nhận lương của tổ chức ABC rồi đó. Thì nó dễ chịu quý vị. Cái tâm lý mà những người ngoài bên dưới mà nghe ông thầy ông đứng bên trên đó, ông cho rằng dưới đó là có những người dẹp xin thưa quý vị. Cái tâm lý thật sự nó khó chịu lắm. Cái người này cứ nghĩ người kia, người kia nghĩ người nọ, rồi người nghĩ xào quần như vậy. Vì ông thầy đã nói ra. Cho nên một trong những cái mà cái đường đi ông thầy là cực kỳ gọi là thâm, đi rất thâm. Cái đường đi của ông là thật sự quý vị, đừng để cho bất kỳ ai tin ai hết trơn. Chỉ có tin một mình duy nhất là ông thầy thôi. Anh đánh đúng vô gọi là cái tâm lý của người ta luôn. Chỉ có tin với một mình ông thầy thôi. Cái chuyện hay, chuyện đúng, chuyện phải gì chỉ vô nói một mình ông thầy nghe thôi. Không thể mà người A nói người B nói người C được. Vì sao quý vị? Vì cứ tư tưởng sợ rằng người đó là dẹt, người đó là địch. Nói rồi sợ người ta đi gọi là báo lại ông thầy thì cũng chết. Đấy không? Cho nên đấy là một trong những cái mà vì sao... vì sao mà những cái câu chuyện của ông thầy thì đến bây giờ nó mới là bùng. Anh có những cái bài đi tâm lý cực kỳ, gọi là một trong những cái gọi cực kỳ thâm. Thâm chứ không có hay. Cứ gây cho một cái sự mà hiềm nghi với nhau. Hiềm nghi với nhau là cuối cùng là ảnh là một trong những người là cái như là... anh là một trong những người là bây giờ xin thưa quý vị đó, để mà bảo tồn những cái của anh thôi, chứ thật sự nó cũng chẳng có một cái ý gì mà nó hay ho cả. Cứ là ví dụ như tôi nghi ngờ quý vị, rồi tôi có nói chuyện mà quý vị không? Có nói chuyện liên quan đến chỗ ông thầy với quý vị không? Rồi quý vị có nói chuyện mà liên quan ông thầy với tôi không? Không có. Mà cái chuyện mà hay chuyện dở thì thậm chí rằng đó, mình mà nghe ai nói xấu ông thầy một cái là vô liền. Vô là báo lại ông thầy ngay là thầy cái thế lực thù địch nó ngồi ngoài kia nè, nó mới nó xấu thầy đó. Là thật sự quý vị, anh chơi kiểu ri, thật sự chỉ có một mình ông thầy thôi. Ông nói rồi, có bài ông lên nói rồi, thầy của mình là không phải là một vị Phật, chứ thầy của mình là luôn luôn có những cái là không phải là sai nhưng mà nó chưa có gọi là phù hợp. Cho nên mình phải là đệ tử trung thành thì phải lấp lỗ những cái vấn đề đã cho ông thầy. Để cho ông thầy mình ông tốt hơn, ông giữ được cái uy tín hơn, danh dự hơn để mà ông bảo tồn sự nghiệp hơn. Đó là lời của ông Trân Quang. Được không? Có bài giảng như vậy. Thì không dám đầu thú đâu, đầu thú đi.
Bởi vì khi mà tham gia đường dây đều bắt ký hợp đồng, mà trong đó nếu phản bội nó giúp sạch gia đình mình, tại vì nó không phải luật pháp Việt Nam. Do đó bị cái hợp đồng nó ràng buộc rồi, cả đời bị nó điều khiển làm điều ác không, phá đạo không, mà nó rất là hiểm độc. Nên trong đây mà ai nó lỡ nằm trong đường dây đó, phải lạy Phật sám hối, tìm cách rút lui hoặc đầu thú đi, đừng để như vậy. Và nó không đầu thú được đâu. Nó nói này, nó thế lực nó nằm đầy trong nhà nước, trong công an. Nghĩa là ngươi mà tới, mày mà tới đầu thú bất cứ người nào thì người đó là người của tao, báo cho tao biết. Và ngày hôm sau cái đầu mày treo lơ lửng dưới lăng dưới mương kinh Diêu Lộc này. Nói như vậy ai cũng sợ, khiếp như vậy. Đây quý vị, không biết là bà con mà nghe cái những lời của ông này ông nói là bà con nghĩ sao? Tôi nghe càng nghe tôi thấy càng ớn đó. Trời, anh biết rõ ghê ta, có hợp đồng đồ, có hợp đồng đồ rồi, có lương, có bổng rồi, trời biết rõ ghê ta. Sao thầy biết hay vậy? Thế sao thầy biết nó có hợp đồng? Rồi sao thầy biết nó là tổ chức nước ngoài, nước đồ? Rồi sao thầy biết nó ham, nó dọa? Trời, tôi nói thật sự quý vị, cái gì ông thầy tôi, ông không biết hết trơn, quý vị thấy không? Mấy ngày trước là tôi nói về câu chuyện trên trời dưới đất, trên trời dưới địa phủ. Như là tương lai quá khứ, hôm nay là nói cái câu chuyện trần gian mà ông thầy tôi cũng dạy cho cái chúng đệ tử. Cho nên cái mâm nào thầy tôi cũng có hết trơn. Ba cõi là thầy tôi có đủ. Còn thêm cái là tương lai quá khứ nữa. Quá khủng khiếp. Cái gì ông thầy tôi ông nói cũng đúng hết. Mà bản thân ông nghĩ không có ra. Riêng bản thân của ông là đụng chuyện rồi đụng bờ té ngửa thôi chứ thật sự. Ông mà ông biết trước được vấn đề ông tránh liền quá vậy. Biết mà bị là cấm 2 năm là tránh liền. Tránh là tránh những bài giảng như thế này nè. Tránh liền. Trở lên mà thật sự quý vị, khi mà tôi nghe ông thầy tôi nói là cái rụng rời tay chân. Mà tao không để tao từng người gia đình mày để cho mày đau khổ. Ai cũng sợ hết cái thủ đoạn của nó như vậy. Ghê gớm. Và bây giờ nó cũng vậy. Bây giờ vẫn đang như vậy. Không có hết đâu. Mà những người như vậy đó xuống địa ngục thôi. Nên đừng ham tiền, đừng ham hứa hẹn. Và khi nó đến nó rót mình, nó có nói nó là ngoại đạo chống đạo Phật không? Nó nói nó là gì? Nói nó là đạo Phật. Và nó nói nó là nhà nước. Đây quý vị, cũng là cái câu mà ngoại đạo chống đạo Phật. Tôi cũng là người đạo Phật, nhưng tôi không chấp nhận cái câu này. Không chấp nhận câu này. Câu này là một trong những cái mà anh đang ma mị với Phật tử, và chính anh cũng đang lừa dối bản thân của anh. Đúng không? Không có cái đạo nào mà vô gọi là phá đạo Phật hết trơn. Chỉ có chính những người trong đạo Phật, chỉ có chính những người mà gọi là cho mình có những cái quyền trong cái gọi là một cái bài giảng và đồ đó để mình xuyên tạc để bản thân của mình là tự phá hoại chính mình. Làm gì các cái câu chuyện mà cái là ngoại đạo, mà cái như là đi vô phá đạo Phật đồ đồ, anh nói gì đúng rồi vậy mà anh không có chứng minh. Những cái vấn đề đó là Phật tử người ta cái như là nghĩ sao tôi không biết, nhưng bản thân tôi đó đây là một trong những cái ngôn từ ma mị. Bản thân mình bây giờ mình không nhìn lại bản thân mình nó sai chỗ nào, nó đúng chỗ nào, mà cứ toàn là chỉ là ngoại đạo vô phá không. Ngoại đạo nào người ta rắn dữ vậy? Thế mình là một trong những người có đạo tâm thì không có ngoại đạo nào vô nó phá được. Đây là một trong những cái anh đang giảng về cái đạo tâm. Đang giảng về đạo tâm mà bây giờ nó thật sự mà để cho người ta vô phá được thì chứng tỏ mình đâu có đạo tâm. Đạo tâm mình vững thì làm gì có ai vô phá luật quý vị. Mình không có đạo tâm cho nên cái tâm của mình đó nó vẫn còn lung lay, vẫn còn là sao động. Rồi mình có những cái gọi là nghi ngờ vu vơ. Cái lúc nào cho là ngoại đạo chứ. Bản thân mình thì mình không có lên tiếng. Mình không có lên mà nhận những cái khuyết điểm về mình. Mà cái toàn là thật sự chỉ cho người khác không. Có một số thằng nó còn lên nó bảo rằng cái phải xin lỗi ông Trân Quang mà chứ. Tôi nói ông Trân Quang ông không xin lỗi cộng đồng Phật tử là ông may rồi, chứ đừng có nói là cộng đồng Phật tử xin lỗi ông Trân Quang. Ông nhận của Đà Na mà thật sự ông lên ông giảng những bài pháp sai so với chánh pháp.
có những cái mà nó sạch mùi, gọi là cái như là tạo một cái mối gọi là hiềm khích trong nội bộ, gây cái sự là chia rẽ, mất đoàn kết. Mà bảo rằng bây giờ Phật tử là đi xin lỗi ông Trang Quang thì xin lỗi như thế nào? Riêng cái vấn đề mà vừa rồi tôi có chia sẻ cái đoạn trước đó quý vị, cái vấn đề mà ngồi ở đạo tràng trong đó mà ông bảo rằng trong đây có người là Phật tử, có người là dịch. Rồi tôi nói quý vị thì người đời xã hội mà người ta có quyền người ta nghi ngờ lẫn nhau, đúng không? Mà cái sự mà nghi ngờ đó là nó gây ra cái sự là mất đoàn kết, gây cái sự chia rẽ. Và cũng chính từ vấn đề đó là một cái chiêu thức mà để cho ông thầy đó, ông cấm cản một cái gọi là vô hình, vô hình cấm cản để cho Phật tử người ta không nói chuyện với nhau, người ta không có trao đổi với nhau. Chứ còn mà bây giờ xin thưa quý vị, mà những cái liên quan chỗ ông thầy đó, thấy ông thầy ông sai đó, mà bây giờ mình tới mà nói trời ơi, thấy ông thầy làm vậy kỳ quá, người ta đóng góp 100 thành cũng khó quý vị, sợ nói một đường nó vô nó mắt ông thầy một nẻo, biết nó là địch nó là ta. Vô nhiều lúc thật sự một trong những người Phật tử mà người ta muốn ông thầy gọi là có những cái gọi là cái chuẩn chỉ hơn trong vấn đề phát ngôn hay là đi đứng nằm ngoài tất cả kiểu. Rồi nó lỡ nó phát ngôn một cái rồi vô nó trời ơi, thầy thằng kia là địch nè, nó là địch nó mới nói xấu thầy với con đó, là cũng khổ chứ. Cho ông thầy là một trong những cái thật sự cái những cái bài của ông này ông đi là đạo tâm đạo phương, thấy có những cái nó quá thâm. Đây không phải là thâm sâu nhưng quý vị, nó thâm theo một hướng khác, thâm sâu nó khác, những bài pháp mà thâm sâu nó khác. Còn bài pháp này quan niệm tôi là không cho rằng nó là thâm sâu, mà nó thâm theo một cái hướng khác. Nhưng mà sự thật là đằng sau không phải vậy. Anh nhớ gì thầy cái đó, từ xưa giờ bây giờ cũng vậy. Cho nên qua cái câu chuyện này, chúng ta phải tăng thêm cái sự cảnh giác nha, để bảo vệ Phật Pháp. Ta đi theo con đường của Ngài La Hù La là âm thầm bảo vệ Phật Pháp, không làm chuyện gì tổn hại đối với Phật Pháp, và nhanh chóng phát hiện ra những âm mưu mà phá hoại Phật Pháp. Để làm chi? Để gỡ ra, để thông báo lên, để dập tắt. Nhớ vậy. Nên cái Ngài La Hù La là mật hạnh đệ nhất, mà ít ai hiểu mật hạnh đó là gì. Đó là Ngài âm thầm bí mật có cảm lực lượng để bảo vệ Đức Phật. Nên cuộc đời hoàng hóa Đức Phật bị chống đối rất khủng khiếp, nhưng mà nó không thành sóng gió lớn quá, bởi vì có Ngài La Hù La. Công lao của Ngài lớn lắm đó. Ví dụ như việc ra mặt mà lo cho Phật Pháp quản lý chư tăng này nọ thì có Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Nhưng mà để bảo vệ, cái công việc nó nặng gấp ngàn lần Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Cái công việc nó nặng gấp ngàn lần chính là Ngài La Hù La. Ít ai biết. Nên ta... Đây quý vị, không biết là bảo vệ Phật Pháp hay là bảo vệ cho ông thầy đây, đúng không? Bảo vệ Phật Pháp đó, đó là mình phải có là cái chánh kiến, phải là bỏ đi những cái tà kiến, những cái dị đoan mê tín, những cái bài kiểu dán theo hình thức mà lùa gà đó. Đấy mà là bỏ cái vấn đề là đó được thì mình mới bảo vệ Phật Pháp được. Còn khi nào trong cái tâm của mình vẫn còn tham, vẫn còn theo hình thức mà lùa gà, hoặc là một vì một cái đích nào đó, thì thật sự quý vị, mà khi mình lên mình dán cái bài giảng này là để bảo vệ cho ông thầy thôi, chứ không thể bảo vệ Phật Pháp. Bảo vệ Phật Pháp là mình phải biết cái bài pháp nó đúng hay sai chứ quý vị, đúng không? Chứ còn bảo vệ Phật Pháp mình không biết bài pháp đó đúng hay sai thì sao bảo vệ được. Nhiều lúc là thật sự trở thành một con bò để người ta xóa mũi, cứ là mang tiếng bảo vệ Phật Pháp, nhưng thật sự đây là một trong những cái bài để bảo vệ cho ông thầy, chứ không phải bảo vệ Phật Pháp. Ông thầy là thật sự quý vị là một phần tử, nó là một trong những cái hạt cát giữa sa mạc so với là Phật Pháp. Mà bây giờ mà lên có những cái lời giảng như vậy đó, rồi cho rằng là phải làm như vậy để bảo vệ được Phật Pháp, xin thưa quý vị, dụ dỗ người ta một cái gọi là cái là tào lao. Bảo vệ Phật Pháp thì bản thân mình là một trong những người mình phải giảng pháp cho nó chuẩn. Đấy, đó là bảo vệ Phật Pháp. Còn mình mà loàn cái gì vô cũng tội cũng phước hết trơn, đó là một trong những cái chính bản thân mình là phá hoại.
mà bản thân ông khuyên đệ tử là bảo vệ Phật pháp, mà cái như là ông lại cái như là đi thay đổi cái là cái giới luật của nhà Phật. Quý thấy có nhiều cái nó mâu thuẫn không? Anh yêu cầu người ta bảo vệ Phật pháp mà anh không giảng chánh pháp thì làm sao người ta bảo vệ được? Mà người ta nghe theo anh đó là những người gọi là u mê, người ta trở thành một công cụ để mà bảo vệ cho bản thân anh, chứ không phải bảo vệ Phật pháp theo cái đó. Cứ khuyên người ta bảo vệ mà bản thân mình gọi là đi thay đổi những cái giới luật của nhà Phật. Đây là một trong những cái mà nó thật sự quý vị, cái chúng thanh niên, cái chúng đệ tử mà nó không nhìn nhận ra, tôi thấy cũng kỳ, cũng là thật sự quý vị, cũng khó hiểu. Tu mà đây gọi là mê tu, mê tu, mê đạo chứ không có hiểu gì về đạo. Mình khuyên Phật tử, mình dạy Phật tử những cái vấn đề mà đạo tâm thì mình cũng phải có đạo tâm chứ. Mình vô mình dạy toàn những cái bài gọi là cái là nghi kỵ, chia rẽ nội bộ, bản thân mình cũng thay đổi là cái là nháo nhào nhào lên, rồi cái bảo rằng đệ tử bảo vệ Phật pháp ông nội, đấy là bảo vệ cho ông thầy chứ không phải bảo vệ Phật pháp.